Trong cơn men say ngây ngất với những cung bậc cảm xúc trào dâng theo dư vị chiến thắng của các cấp độ bóng đá Việt Nam từ lứa U23 tới Olympic và cả đội tuyển quốc gia mang lại những năm gần đây, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời bóng đá Việt như Quang Hải, Công Phượng hay thủ thành quốc dân Bùi Tiến Dũng đôi khi che mờ đi ánh hào quang của những người hùng thầm lặng nhưng đóng góp lớn lao cho bóng đá nước nhà, và Nguyễn Văn Toàn có thể là một trường hợp như thế. Nhưng hãy nhớ đến tên anh, vì Nguyễn Văn Toàn không chỉ là người hùng mà còn là người hùng thực thụ, cống hiến đến không biết mệt mỏi cho thành công chung của đội tuyển Việt Nam. Hay trong bối cảnh bấp bênh của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, chính Văn Toàn chứ không phải ai khác mới là đầu tàu và là người giữ lửa cho những ngày tháng sóng mòn của đội bóng phố núi tại V-League suốt những mùa giải qua. Con đường vươn mình đi đến thành công phải trải qua bao khó khăn và sóng gió, là nơi tôi luyện ý chí sắt đá và tinh thần miệt mài cầu tiến, không phải là một câu chuyện hiếm có trong bóng đá Việt Nam cũng như trên thế giới. Và với Văn Toàn, những thử thách cho sự kiên trì, lòng quyết tâm đã được tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai sớm đương đầu từ những ngày chập chững theo nghiệp quần đùi áo số. Cậu bé sinh năm 1996 quê ở Hải Dương, từng thi đấu rất hay tại giải Nhi đồng toàn quốc vào năm 2007. Chính vì vậy mà cậu đã được ông Nguyễn Văn Vinh đưa vào tầm ngắm, màn trình diễn ấn tượng tại giải Nhi đồng năm đó giúp Văn Toàn được đặt cách vào Học viện Hoàng Anh Gia Lai mà không cần phải qua vòng sơ tuyển như hàng nghìn cầu thủ nhí khác. Phải xa gia đình, xa bạn bè ở tuổi lên 10, Văn Toàn cũng như bao lứa trẻ của Học viện Hoàng Anh Gia Lai khác đã khóc rất nhiều. Thế nhưng, những buổi tập, những chuyến tập huấn và thi đấu giúp bọn trẻ quên đi cảm giác nhớ nhà, thay vào đó là tình yêu với bóng đá. Trong lứa thế hệ đầu tiên của Học viện Hoàng Anh Gia Lai, cựu tiền đạo của U19 Việt Nam từng bị đánh giá là cầu thủ chậm tiến so với các bạn còn lại trong đội. Vì thế mà năm 2011, Văn Toàn đã bị lưu ban xuống khóa dưới, tập cùng các đàn em. Thế nhưng, đây chính là thử thách đầu đời giúp Văn Toàn nhận ra mình phải làm gì để theo kịp bạn bè. Ý chí và nghị lực giúp Văn Toàn trở lại với khóa 1. Không những thế, sau khoảng thời gian dài thử thách, anh trưởng thành hơn rất nhiều. Văn Toàn là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất tại vòng loại U19 châu Á vào năm 2014. Nếu Công Phượng ghi được 7 bàn thì Văn Toàn cũng kịp bỏ túi 4 trên 16 bàn thắng của U19 Việt Nam. Đáng nói hơn, đấy là thời điểm mà tiền đạo này chỉ mới 17 tuổi. Huấn luyện viên Rajan đã nhận xét Văn Toàn thuộc mẫu tiền đạo đặc biệt, dù không có thể hình lý tưởng, nhưng bù lại, cậu ấy có kỹ năng săn bàn tuyệt hảo, chẳng thua kém Công Phượng hay bất kỳ cầu thủ nào. Văn Toàn từng đại diện cho Việt Nam thi đấu ở các cấp độ U19 và U23. Anh ra mắt đội tuyển quốc gia ngay trong lần đầu tập trung vào ngày 24 tháng 3 năm 2016, trong trận gặp Trung Hoa Đài Bắc thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2018. Văn Toàn đóng góp công lớn vào chiến thắng 4-1 của đội tuyển Việt Nam với 2 bàn thắng trong hiệp 1. Ở một khía cạnh nào đó, con đường sự nghiệp của Văn Toàn mang những nét tương đồng với cựu thủ quân đội tuyển Việt Nam Lê Công Vinh. Sở dĩ có so sánh như vậy bởi so với lứa cầu thủ U19 Việt Nam và U19 Hoàng Anh Gia Lai từng làm nức lòng người hâm mộ hơn 4 năm trước, Nguyễn Văn Toàn không nổi bật bằng những cái tên như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh hay Tuấn Anh. Và đôi khi dư luận dường như quên mất Nguyễn Văn Toàn. Còn nhớ ở V-League 2017, Nguyễn Văn Toàn chỉ có duy nhất một bàn thắng cho Hoàng Anh Gia Lai. Đã từng có những hoài nghi về khả năng săn bàn của Văn Toàn. Thế nhưng, chính trong sự hoài nghi đó, cầu thủ gốc Hải Dương đã cho thấy tầm vóc của một cầu thủ lớn. Nguyễn Văn Toàn kiên trì, giống như cái cách mà U23 Việt Nam, đội tuyển Olympic hay đội tuyển quốc gia Việt Nam vươn đến chiến thắng trong những năm gần đây. Văn Toàn kiên trì tập luyện, nỗ lực trong từng trận đấu để phát huy điểm mạnh của mình là kỹ thuật, sự nhanh nhẹn, sự kiên trì khao khát cống hiến, khao khát ghi bàn giống như các cấp độ đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Kiên trì, bình tĩnh với lối chơi của mình và cuối cùng giành được chiến thắng ngạt thở và tràn ngập cảm xúc. Lối chơi của Văn Toàn dù không quá nổi bật và mang phong cách của một ngôi sao gánh tim, nhưng không phải ngẫu nhiên mà huấn luyện viên Park Hang-seo luôn dành cho tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai một suất chắc chắn trong danh sách triệu tập, bất chấp dù có những cái tên với phong độ xuất sắc hơn tại sân chơi V-League. Không hề có sự ưu ái nào ở đây, mà đơn giản với đẳng cấp và điểm mạnh riêng của mình cùng khả năng dùng người có thể phát huy hết năng lực cầu thủ đúng lúc đúng chỗ của huấn luyện viên Park Hang-seo, Văn Toàn luôn được xem là vũ khí bí mật trong tay ông thầy người Hàn Quốc. Không ít lần tỏa sáng đúng thời điểm, đem về những chiến thắng và thành quả quan trọng cho đội tuyển Việt Nam. Nhớ lại trận đấu diễn ra vào tháng 8 năm 2018, Olympic Việt Nam đối đầu với Olympic Nhật Bản tại lượt cuối vòng bảng ASEAN 2018. Đó là khi cả hai đội đã chắc chắn vào vòng 16 đội. Tuy nhiên ở thời điểm đó, rất ít người nghĩ rằng Việt Nam có thể đánh bại được Nhật Bản, ngay cả khi đối thủ không ra sân với đội hình mạnh nhất. Nhưng chính Văn Toàn đã đập tan những hoài nghi về sự không thể ấy. Ngay ở phút thứ 3, anh đoạt được bóng trong chân hậu vệ đối phương trước vòng cấm, rồi chuyền cho Quang Hải ghi bàn thắng từ rất sớm cho Việt Nam. Đó cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu. Nhật Bản thua 0-1 trước Việt Nam. Đó là thắng lợi đầu tiên trong lịch sử của bóng đá Việt Nam trong một trận đấu chính thức với đối thủ đến từ nền bóng đá mạnh bậc nhất châu lục. Dù không đích thân ghi bàn, nhưng thắng lợi của Việt Nam có công rất lớn của chàng trai gốc Hải Dương. Nói đúng hơn, ông Park đã biết phát huy hết thế mạnh với quân bài Văn Toàn để tạo nên một sự khác biệt. So với mũi đinh ba Văn Đức, Quang Hải và Công Phượng
Văn Toàn là một cái gì đó rất riêng biệt và khác lạ. Anh có thể không dai sức và bền bỉ như Văn Đức, không lùi sâu hay sút xa mạnh như Quang Hải, hoặc không xâm nhập bất ngờ vào vòng cấm như Công Phượng. Nhưng điểm đặc biệt ở Văn Toàn chính là tốc độ và xử lý bóng ở phạm vi hẹp. Kỹ năng xử lý bước một của Văn Toàn luôn tạo ra đột biến, những pha đi bóng lắc léo, sâu kim đối thủ như một cái chớp mắt bên hành lang phải, biến anh trở thành một quân bài tạo ra sự biến ảo cho hàng công của Việt Nam. Hay như một lần nữa, người hâm mộ bóng đá Việt Nam chắc chắn không thể nào quên một khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc khác, cho thấy sự hiệu quả đáng nể của quân bài Văn Toàn trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo, khi anh nhanh nhẹn băng vào đúng lúc, đón và dứt điểm một chạm dội xà ngang của tiền đạo Anh Đức để sút tung lưới đối phương trong sự bất lực của hậu vệ và thủ môn Olympic Series tại ASEAN 2018. Bấy nhiêu đó thôi, chưa thể nêu bật được hết những đóng góp thầm lặng và lớn lao, cũng như tình cảm yêu mến từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam dành cho chàng tiền đạo sinh năm 1996. Trong suốt những chặng hành trình thăng tiến mạnh mẽ và thành công vang dội của bóng đá Việt Nam, với những bước thành tích nhảy vọt trong vòng 2 năm qua, ở cấp độ câu lạc bộ, khi nhắc đến Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG, thì nhiều người vẫn hay nói đến bộ ba trứ danh Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, những ngôi sao sáng và đem lại danh tiếng rất nhiều cho câu lạc bộ của Bầu Đức. Nhưng nếu nhìn vào những đóng góp thực tế, Văn Toàn dù nhỏ tuổi hơn so với bộ ba kể trên, nhưng đã gắn bó và cống hiến cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai nhiều nhất trong suốt 4 mùa giải liên tiếp đã qua. V-League 2015 chứng kiến Bầu Đức tạo nên một câu chuyện thuộc diện kinh thiên động địa với bóng đá Việt Nam. Bầu Đức nhất cả lứa cầu thủ mới 19-20 tuổi lên chơi chuyên nghiệp. Sức hút của lứa Công Phượng tạo nên sự hồi sinh cho giải đấu. Nhưng chính tình yêu quá lớn của khán giả đã đẩy câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vào thế chân tường. Cả V-League đều muốn thắng đám trẻ của Bầu Đức với tâm lý vào trận đá như chung kết. Đó là giai đoạn mà Bầu Đức phải cay đắng nói: Hoàng Anh Gia Lai bị đánh hội đồng, đội bóng phố núi với những con người trẻ nên chưa đủ kinh nghiệm đứng trước sức ép quá lớn. Cộng thêm huấn luyện viên Grachen chỉ có một lối chơi duy nhất là bóng đá đẹp, tấn công và cống hiến. Thế nên, Hoàng Anh Gia Lai bị bắt bài và rơi vào vòng xoáy của cuộc đua trụ hạng cùng những Cần Thơ hay Đồng Nai. Để rồi, chính Văn Toàn chứ không phải những cái tên đình đám khác mới là người cứu rỗi cho mục tiêu trụ hạng của Hoàng Anh Gia Lai năm đó. Với bàn thắng mở tỷ số quý hơn vàng trong trận chung kết ngược ngay trên sân của Đồng Nai, góp phần đem lại chiến thắng chung cuộc 2-1 cho đội bóng phố núi. Sau mùa giải 2015, Bầu Đức quyết định cho những Xuân Trường, Tuấn Anh và Công Phượng xuất ngoại. Văn Toàn trở thành cầu thủ được chờ đợi nhất của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ở V-League 2016. Không phụ niềm tin của Bầu Đức, Văn Toàn có mùa bóng cực hay để giúp đội bóng phố núi chơi thăng hoa và không còn rơi vào cảnh phải đua trụ hạng. Dù không có Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh, thì Hoàng Anh Gia Lai vẫn giữ được bản sắc với lối chơi nhỏ, tốc độ và đẹp mắt. Và Văn Toàn là hiện thân cho sự quyến rũ trong lối chơi của đội bóng phố núi. Văn Toàn có những pha đi bóng kỹ thuật, tốc độ và khéo léo như một chú sóc nhỏ, làm khuynh đảo mọi hàng thủ của V-League. Trong một mùa giải có thể nói là sắm vai người gánh team, Văn Toàn đã hoàn thành xuất sắc. Đó cũng là mùa giải đáng nhớ nhất của Văn Toàn tại sân chơi chuyên nghiệp. Và giờ đây, V-League 2019 một lần nữa chứng kiến sự chật vật của Hoàng Anh Gia Lai trong cuộc chiến trụ hạng. Trong bối cảnh Công Phượng và Xuân Trường đã và đang xuất ngoại, nhưng chưa thực sự đem lại những kết quả như mong muốn, Văn Toàn chắc chắn là cái tên một lần nữa trở thành niềm hy vọng số 1 cho đội chủ sân Pleiku cho những trận chung kết cuối cùng của mùa giải 2019. Và rõ ràng, chứng kiến những đóng góp miệt mài và tận tụy đó của chàng tiền đạo gốc Hải Dương, không ít người hâm mộ sẽ mong muốn được chứng kiến Văn Toàn có cơ hội xuất ngoại cho thỏa ước mơ như những Xuân Trường hay Công Phượng. Vì đời cầu thủ thì ai cũng ao ước có những thử thách lớn trong sự nghiệp để gặt hái thành công. Câu chuyện xuất ngoại chắc hẳn cũng nằm trong khát vọng của Văn Toàn. Và biết đâu đấy, với những kinh nghiệm rút ra từ những người đồng đội đi trước và với đẳng cấp và thế mạnh riêng biệt của mình, Văn Toàn sẽ là cái tên thắp sáng tài năng bóng đá Việt trên trường quốc tế nếu tìm được một môi trường thích hợp. Và đó cũng là mong muốn của toàn thể người hâm mộ bóng đá nước nhà, những người luôn dành tình cảm đặc biệt với người hùng thầm lặng Nguyễn Văn Toàn.